Hello, chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Thì mình là AG, hôm nay khá là lâu rồi mình không có chạy xe các bạn. Thì hôm nay mình mới ra xe mình chạy lại. Nghe nói dạo này chạy xe vắng lắm. Thì nãy mình ra cũng lúc mà mình ra là 8 giờ, mà bây giờ 9 giờ rưỡi rồi mình mới có đường đơn food các bạn. Bây giờ mình đang trên đường đi giao nè. Khoái mấy cái đơn food này cái bên này các bạn. Giao nhanh nhưng mà mình chờ đồ ăn thì nó cũng lâu các bạn. Hồi nãy mình chờ cũng 15 phút á. Nó mất thời gian. Alo, em tới nè anh ơi. Ngay chỗ quán cà phê đúng không? Đúng rồi. Rồi ok ok em tới rồi. Thôi mình chạy cuốc này mình được 12.000. Mà hồi nãy mình chờ lấy đồ ăn. Thôi mình chạy lại đây mình còn chờ nữa các bạn. Được 12.000. Các bạn có thấy là chua không? Nhưng mà thôi mình được cái là tối mình rảnh các bạn. Mình chạy thêm chứ ban ngày mình làm công việc chính của mình á. Thì tối mình chạy thêm để mình có thêm cái nguồn thu nhập nào đó cho nó nhẹ nhàng chút các bạn, để cuộc sống mình được tốt hơn. Quá thấy đạn trời ơi là hạnh phúc. Anh ra đúng không anh? Bây giờ cũng phải đem vô cho khách nữa các bạn. Cái đạn thì chất. Của em kìa. Của anh 170. Em chiếu bản nha. Ok. Anh có mã QR. Mã QR, anh muốn chuyển Momo hay tài khoản ngân hàng? Tài khoản ngân hàng hay anh có chuyển Momo. Rồi rồi. Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Bây giờ là 10:20 rồi. Mình dạy xong cuốc hút kia là cũng 9:40 gì đó. Rồi ít tới giờ luôn mình chạy vòng vòng. Mình chạy xuống tới quận nhất luôn rồi mà nó vẫn không nổ các bạn. Thị trường dạo này hơi ẩm quá. Bây giờ nó nổ được cuốc hút nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi cho khách hàng để mình xác nhận cái đơn hàng này rồi mình sẽ đi giao cuốc này. Giờ mình lên đường thôi các bạn. Cuốc hút thứ hai. Để máy lên và chạy thôi. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Đơn hàng go chat. Đi thôi các bạn.
đường gì xe đậu tùm lum hết các bạn, mất cái quán gì kiếm các bạn. Bây giờ chạy lên đường giao cho khách thôi các bạn. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you make your money. Đây mình gần tới nè các bạn, 367-25. Alo, mình tới nha bạn. Rồi, ok. Toàn cuốn thứ hai các bạn. Các bạn nhìn bên góc trái màn hình kia, toàn cộng thêm 11.000 các bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào mình đậu rồi mình chờ cuốc thôi các bạn. Nãy giờ ới quá các bạn ơi, mình đổi chỗ nữa rồi. Cứ mình đậu chỗ này khoảng chừng 15-20 phút mà không có nổ là mình bắt đầu đổi vị trí các bạn. Bây giờ mình quyết định là mình sẽ chạy thẳng xuống Bùi Viện luôn. Mình sẽ đậu gần Bùi Viện á, để xem nó có nổ hay không. Lâu lâu mình chạy xe ngày đầu tiên mà nó ơi quá các bạn. Lâu lâu ra chạy xe coi có cái gì thú vị không, để mình làm video cho các bạn xem, mà mình nghĩ là chắc bữa nay fail rồi các bạn. Cái này kiểu như mình ra chạy cho vui thôi các bạn. Bữa nay fail thì ngày mai mình làm lại, không vấn đề gì hết các bạn. Bây giờ mình chạy thẳng xuống Bùi Viện, mình đậu chừng nửa tiếng nữa, mà nếu mà không có nổi chắc là mình về luôn các bạn. Tại vì giờ cũng gần 12 giờ khuya rồi, chỉ có khu Bùi Viện là nó còn đông thôi, chứ mấy chỗ khác là không khách các bạn. Mình kiếm cái chỗ nào mà nó mát mẻ mình đậu để chờ áp nổ, mà áp không nổ nó là thu luôn, có nước là mình đi về luôn các bạn. Ngày mai làm lại. Rồi mình tới Bùi Viện luôn rồi đây, để mình kiếm cái chỗ nào đó rồi mình đậu, mình chờ khách. Ở đây nè các bạn. Tới quá anh em, nãy giờ mình đứng đây cũng cả nửa tiếng đồng hồ mình chưa có cuốc nào nữa anh em, đắm đuối luôn rồi. Thôi chắc là giờ cũng 12 giờ rồi, chắc là mình về nè, hôm nay bị theo rồi, ngày mai mình ra mình quay lại mình kiếm khách lại. Chứ mình nghĩ bữa nay là mình có ngồi ở đây nữa lâu cũng không được cuốc nào đâu, lên xe mình về thôi. Ra xe từ lúc 8 giờ anh em, mà bây giờ 12 giờ rồi, mình chạy đúng được 2 phút. Thôi được rồi, bữa nay ngày đầu tiên mà mình chạy được 2 phút cũng được anh em. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11, 12, 4 tiếng anh em. 4 tiếng mình chạy được 2 phút là được 23.000 anh em. Cái video này chắc rất là nhạt anh em, nhưng mà thôi mình up lên để đánh dấu sự trở lại của mình. Tại bữa nay mình ra mình chạy nó bị fail, để ngày mai mình chạy lại, ngày mai fail nữa thì ngày mốt
có bữa này bữa khác mà anh em. Giờ mình về mình nghỉ ngơi để mình có sức ngày mai ngày mốt mình ra mình chạy. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình nha. Lâu lắm rồi mình không có đi quay, mình không có nói chuyện anh em, cho nên mình nói chuyện lại thì nhiều khi nó lấp bắp lắm, anh em không cảm. Có gì anh em góp ý cho mình ở với phần bình luận nha. Với lại nếu mà anh em cảm thấy thương mình á, một chút xíu thương mình thôi, thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình với like video cho mình, để video nó có lên đề xuất đó anh em, để mình có cái động lực mà mình đi quay này kia đồ, đem hôm này kia đồ, rồi có cái động lực mà đi đây đi đó này kia đồ, quay những cái video nó thú vị hơn. Còn bây giờ thì mình quay luôn nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở một cái video gần nhất của mình nha.